Trung Quốc cay cú khi Mỹ chuyển giao công nghệ hạt nhân và đầu tư 13 tỷ USD vào dự án điện gió cho Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, trong thời gian vừa qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày càng gắn bó bền chặt và là một trong những mối quan hệ quốc tế quan trọng nhất, thể hiện rõ thành tựu chính sách hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước từ khi bình thường hóa năm 1995 đến nay đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc chính quyền Tổng thống Barack Obama chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Donald Trump và hiện nay là Tổng thống Joe Biden tiếp tục triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tìm kiếm sự tái cân bằng của Mỹ ở châu Á. Trong đó, ASEAN là một trong những điểm nhấn quan trọng đã tạo ra bối cảnh mới cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Mỹ không chỉ đưa Việt Nam vào danh sách trong Hiệp định chuyển giao công nghệ hạt nhân, mà mới đây, tập đoàn AES cũng bày tỏ mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận với tổng kinh phí là 13 tỷ USD, công suất dự kiến là 4.000 MW. Tại sao Mỹ lại chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Việt Nam? Và tại sao tập đoàn AES lại lựa chọn Bình Thuận để triển khai dự án điện gió cho nước ta? Hãy cùng Ánh Sao Vàng đi tìm hiểu nhé! Trong bối cảnh các nước vừa phải ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng trong khi nhu cầu năng lượng gia tăng, Mỹ, Kenya, UAE và IAEA đều khẳng định tiềm năng của năng lượng hạt nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Mỹ cho biết điện hạt nhân hiện chiếm khoảng 50% nguồn điện không phát thải carbon và gần 20% tổng sản lượng điện của nước Mỹ, sở hữu nhiều công nghệ hạt nhân mới và tiên tiến. Mỹ bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ các nước chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên gia để vận hành nhà máy điện hạt nhân, sử dụng công nghệ năng lượng sạch. Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, từ năm 2015, Mỹ đã bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được phép tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và trợ giúp hạt nhân. Một trong những thay đổi đáng kể mà Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã cập nhật là bổ sung Việt Nam là nước được phép tiếp nhận chuyển giao công nghệ và trợ giúp hạt nhân sau khi Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự Hoa Kỳ-Việt Nam có hiệu lực, mở cửa hơn nữa cho việc tăng cường thương mại hạt nhân giữa hai nước. Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ hạt nhân trong xã hội ngày nay, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã làm cho hiệp định này trở thành một quy định vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình, vừa mở rộng việc sử dụng công nghệ hạt nhân trên toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam cũng đánh giá cao những tiềm năng và lợi ích của điện hạt nhân mang lại, song cho rằng việc phát triển công nghệ này cần đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, an toàn hạt nhân và tuân thủ các quy định về thanh sát hạt nhân. Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ quốc gia của mình với IAEA và cam kết tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của IAEA trong việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tiếp tục những hợp tác trong việc chuyển giao và công nghệ các dự án đầu tư trong lĩnh vực này, theo thông tin từ Bộ Công Thương, tại đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ mới đây, tập đoàn AES của Hoa Kỳ đã đề xuất ý định thư với phái đoàn Việt Nam với mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam với tổng kinh phí là 13 tỷ USD, công suất dự kiến là 4.000 MW. Được biết, tập đoàn AES là tập đoàn năng lượng có trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ, có tên trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ do tạp chí Fortune bình chọn và là một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực năng lượng. AES được thành lập vào năm 1981 bởi Roger Sen và Dennis Becky với tên gọi Dịch vụ Năng lượng Ứng dụng. Trong những năm gần đây, hoạt động của công ty trên toàn thế giới ngày càng tập trung vào việc xây dựng và cung cấp các hệ thống lưu trữ năng lượng trên năng lượng mặt trời và gió. Tính đến thời điểm hiện tại, AES đã có mặt và xây dựng các nhà máy điện ở 29 quốc gia. Năm 2008, tập đoàn AES đã bắt đầu hoạt động ở Việt Nam. Cụ thể, chính phủ Việt Nam đã cấp phép đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực AES TKV Mông Dương để xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 với tổng công suất là 1.240 MW.
Năm 2011, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 được khởi công xây dựng sau khi thu xếp vốn thành công với tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD và tính đến năm 2019, AES hoàn thành dự án tái cấp vốn cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2. Được biết, đây là đợt phát hành trái phiếu dự án quốc tế đầu tiên cho Việt Nam. Đến năm 2017, AES đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU với PV Gas để phát triển dự án kho cảng nhập khí thiên nhiên hóa lỏng LNG Sơn Mỹ trị giá 1,4 tỷ USD. Năm 2019, AES đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU với Bộ Công Thương để phát triển nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp CCGT có tổng công suất là 2,2 GW trị giá 1,8 tỷ USD theo hình thức BOT vào tháng 11, nhà máy sẽ được đặt tại tỉnh Bình Thuận. Và gần đây nhất là dự án xây dựng một trang trại điện gió với tổng công suất là 4.000 MW trị giá là 13 tỷ USD ngoài khơi tỉnh Bình Thuận đã được AES công bố vào cuối tháng 7 năm 2022. Vậy tại sao AES lại lựa chọn tỉnh Bình Thuận để triển khai dự án này? Với vị trí địa lý thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, nằm liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có hệ thống đường dây truyền tải 500 kV và 220 kV, Bình Thuận rất thuận lợi để phát triển các dự án điện và năng lượng tái tạo. Đặc biệt là điện gió ngoài khơi và điện khí để cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam, Bình Thuận được đánh giá là địa phương có tiềm năng, năng lượng gió và mặt trời thuộc loại cao nhất trong cả nước. Số giờ gió, giờ nắng trung bình tại đây cao hơn so với số giờ trung bình ở phía Nam. Số giờ nắng đỉnh cao nhất trung bình là 4,5 đến 6 giờ nắng, cao hơn so với mức trung bình trên cả nước là 3 đến 5 giờ. Ưu điểm đặc biệt của điện gió ngoài khơi là số giờ phát điện rất cao, từ 5.000 đến 6.000 giờ trong một năm, so với 1.600 giờ trong một năm của điện mặt trời. Theo báo cáo tiềm năng năng lượng gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tốc độ gió trung bình một năm từ 7 đến 10mm trên giây với mật độ năng lượng gió là khoảng 300 đến 700 W trên 1 mét vuông. Với đặc điểm này, Bình Thuận là địa phương giàu tiềm năng về gió tại Việt Nam và cũng là tỉnh có các dự án điện gió đầu tiên của cả nước. Một số dự án đầu tư nước ngoài vào năng lượng tái tạo tại Bình Thuận có thể kể đến như nhà máy điện mặt trời Ecosedo, dự án điện gió Thăng Long Queen của Enterprise Energy, dự án điện khí LNG Mũi Kê Gà của Energy Capital Việt Nam và Accelerate Energy Hoa Kỳ. Việc triển khai dự án điện gió ngoài khơi này của tập đoàn AES với mong muốn đóng góp vào kế hoạch phát thải carbon của Việt Nam và đạt được mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26, phái đoàn Việt Nam do ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn cùng với các thành viên bao gồm Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, Phụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong khuôn khổ cuộc đối thoại, đại diện hai bên cùng trao đổi các vấn đề then chốt trong hợp tác năng lượng song phương, bao gồm sản xuất điện sạch, phát triển thị trường điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, truyền tải và lưu trữ năng lượng, vai trò của khí tự nhiên hóa lỏng và các bước cần thiết để chuyển đổi năng lượng nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời thảo luận chi tiết về tương lai của các công nghệ năng lượng sạch như điện gió ngoài khơi, hydrogen, pin lưu trữ và điện hạt nhân. Ngoài ra, Cục Tài nguyên Năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lời mời chính thức đoàn Việt Nam tham dự hai chuyến công tác tham quan thực tế thị trường điện và năng lượng tái tạo dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022 tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Cục Tài nguyên Năng lượng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lời mời chính thức đoàn Việt Nam tham dự hai chuyến công tác tham quan thực tế thị trường điện và năng lượng tái tạo dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022 tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ USTDA đã công bố hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia Việt Nam NBT nhằm thúc đẩy việc triển khai các công nghệ lưới điện thông minh theo lộ trình công nghệ thông tin 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. NBT đã lựa chọn LLC để triển khai hỗ trợ kỹ thuật này. Được biết, về dài hạn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26 đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Ngành điện sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu các nguồn điện phát thải CO2 và dự kiến tổng quy mô công suất nguồn điện là khoảng 400.000 MW.
Bộ Công Thương Việt Nam mới đây cũng đã yêu cầu chính phủ loại bỏ các dự án nhiệt điện than trong tương lai với tổng công suất là 14.120 MW khỏi quy hoạch tổng thể phát triển điện quốc gia. Theo thống kê, đến hết năm 2021, Việt Nam đã có 84 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất hơn 3.980 MW. Trong số đó, các nhà máy có công suất lớn nhất như Phong Điện Trung Nam đặt tại Ninh Thuận, công suất 151,1 MW một năm, nhà máy điện gió Em Nam đặt tại Đắk Lắk công suất 399,6 MW một năm, trang trại điện gió BT1 đặt tại Quảng Bình công suất 109,2 MW một năm, nhà máy điện Đông Hải 1 đặt tại Trà Vinh công suất 100 MW một năm. Được xem là một trung tâm sản xuất trong khu vực, Việt Nam đang tìm cách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào than để sản xuất điện. Theo cam kết năm ngoái với mục tiêu trở thành nước trung hòa với carbon vào năm 2050, đến nay, sau 26 năm bình thường hóa, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước tiến vượt bậc nhờ nền tảng các lợi ích chung, quan hệ chính trị, ngoại giao, vững chắc và quyết tâm cao của cả hai phía. Với vị thế và thành công của Việt Nam cùng với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ còn nhiều dư vị để phát triển. Dưới thời chính quyền mới Joe Biden hiện nay, quan hệ với Việt Nam tiếp tục được coi trọng. Hãy chia sẻ ngay góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị yêu thích video, đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và hãy bật ngay nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những video hay và mới nhất từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.